so với nước tuổi là cũng lùn hơn thì dùng những cái gì để nó có thể kích hoạt cái chiều cao lên ạ? Cháu mấy tuổi? Cháu mấy tuổi? 8 tuổi chị ạ. À, 8 tuổi để vẫn còn tác động được. Nam hay nữ? Nữ Con trai ạ. hay con gái? Con gái Con à? gái này. Đầu tiên nếu theo những sản phẩm của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ dùng đầy đủ. Đặc biệt là gì? Đây là yếu tố để cấu tạo nên xương. Là Diamond Power cấu tạo nên xương. Đây. Tăng quá trình để tạo cốt bào, tạo nền xương chính là các yếu tố vi lượng này. Trong này cũng là những yếu tố để gì? Chuyển hóa tryptophan thành serotonin để cấu tạo nên xương, đúng không ạ? Chính là Diamond Power mà hôm trước các anh chị học nhá. Thế nhớ các anh chị học ngày hôm nọ là nó cái này nó nhiều thành phần quá nên các có thể là chúng ta không nhớ được hết, thì tôi có chuyển slide đấy, các anh chị có thể ôn bài lại. Và hôm nay cái này nữa lại là gì, một chất gì tạo nền xương nữa, các anh chị thấy không? Vậy thì ít nhất là trong cái chế độ của bạn ấy phải có hai cái này, có hai cái này nhá, tảo, sữa, được chưa? Dầu cá, đấy là canxi tự nhiên, có thể dùng canxi chat nữa, là năm yếu tố để gì, để cho một cái đơn vận động của bạn ấy và kết à, để cho bạn ấy uống. Đấy, đấy là năm yếu tố. Ngoài ra bắt buộc bạn ấy phải vận động. Em bé dùng cái này rất là an toàn và em bé đó phải vận động bạn ạ. Cho bạn ấy nhảy dây đi. Ừ, nhảy dây là một. Cái thứ hai, nếu như không kết làm cái này cũng rất tốt này. Chạy hoặc nhảy dây hoặc gì xà đơn. Xà đơn tại nhà ấy, lâu dần thì đeo nó không kéo người được nó thì đeo mấy viên gạch vào chân nó ấy. Đeo mấy viên gạch xong là chỉ đung đưa thôi. Chỉ đung đưa thôi bạn nhá. Nhưng cái độ nặng ấy phải tính, bởi vì nếu như là nó lỏng lẻo, gân cơ của nó lỏng lẻo thì nó có thể là tổn thương cái dây chằng khớp. Cho nên là cái độ nặng nó sẽ tăng dần. Đây là tôi mách mẹo cho mọi người. Bởi vì nếu kéo lên thì có thể là cơ bắp rồi các thứ nó giống như là lực sĩ nam giới, nó để trẻ gái kéo xà đơn thì không được. Nhưng mà bạn buộc mấy viên gạch vào chân nó thì lại được nhá. Đấy. Cái này là mẹo. Anh chị hình dung chưa? Đấy cũng là một cái rất là hay. Bạn ấy kéo xong bắt đầu bạn co chân lên thôi chứ bạn không phải kéo người. Đấy, nó rất là hay nhé.